Yên Hà xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy ứng dụng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, trong kho tàng tri thức cổ Á Đông về các khoa dự báo, thì người sự đặc biệt chú trọng và quan tâm đến hai khu vực, đó là dự báo về sự thăng trầm của thời cuộc và dự báo về vận số con người. Và mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu cổ xưa đã dành rất nhiều thời gian để nối tiếp nhau nghiên cứu về hai vấn đề trên và đã để lại trong kho tàng tri thức cổ những tư liệu vô cùng trí tuệ và tâm huyết. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục được gặp gỡ, đồng hành cùng chuyên gia nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh. Xin kính chào chuyên gia Quang Minh. Thưa chuyên gia, trước khi chúng ta bước vào nội dung chủ đề chính của ngày hôm nay thì Yên Hà xin phép được dành cho ông một câu hỏi, đó là tại sao lại có cái hiện tượng chuyển hóa âm dương thưa ông? Chuyển hóa âm dương là một hiện tượng và thực ra thì là một cái phạm trù triết học cổ. Người ta muốn nói một điều, tức là âm khí thì giáng xuống và dương khí thì thăng lên. Cái sự thăng giáng là biểu trưng cho cái quan hệ giao cảm của trời đất. Tất cả các cái hiện tượng giao cảm này đã tạo nên một vùng quy luật vận động không ngừng. Và chính từ cái quy luật này này, họ hình thành một cái hệ thống. Và cái sự chọn lọc cái hệ thống này đã tạo nên tất cả các cái bộ môn trong nghiên cứu, gồm có đông y, rồi dự báo, nông nghiệp, canh tác và các mọi mặt trong đời sống của con người. Đây là một cái phạm trù đặc biệt quan trọng và nó là nền tảng, là then chốt trong các cái phần quan sát của thế giới tự nhiên của chúng ta. Về mặt bản chất, nó là đề tựa và là nền tảng của các quy luật triết học hiện đại sau này. Xin cảm ơn ông về những giải thích vừa rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một nội dung chủ đề chính được mang tên là Bình Trạch. Chúng ta sẽ nghiên cứu về nội thất, nội phong thủy của ngôi nhà trong ngày hôm nay. Vâng thưa chuyên gia, trong các chương trình trước thì chúng ta đã có bàn nhiều về những khiếm khuyết của mệnh trạch. Tuy nhiên thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái nội dung chủ đề mang tên Bình Trạch. Bình Trạch về mặt bản chất là chúng ta đang cố gắng điều chỉnh toàn bộ cái vạn vật xung quanh mình, xung quanh cái mảnh đất, xung quanh cái ngôi nhà và ngay trong lòng của cái nội thất mà chúng ta đang ở. Trên cái cơ sở đơn giản nhất, khoa học nhất và đạt đến những cái thẩm mỹ của từng cá nhân, từng gia đình thì chúng ta lựa chọn cái cách sắp xếp để mang cái tính phù hợp cho sử dụng, phù hợp theo các nguyên tắc mà phong thủy truyền thống họ đặt ra. Tôi chỉ nói ví dụ như cái cửa vào của một cái căn phòng mà cái gia đình trung bình thì chúng ta đang sinh sống ở một cái mặt bằng hiện nay thì chúng ta quan sát rất là rõ rằng gia chủ họ đã bố cục rất tốt theo cái nguyên tắc của phải trái, hoặc là có một tên gọi nữa là Thanh Long, Bạch Hổ. Họ xác định rằng các vị trí động là gồm cái gương này, cái hệ thống tín hiệu của camera, cái vùng động ở phía giữa, chúng ta gọi là trung thu thủy ấy, hay còn gọi là chu tước, thì đảm bảo rất tốt trong các cái vị trí cân bằng đang đối. Bạch Hổ về mặt hòa sắc màu cũng đã giữ, vì người ta xác định sở dĩ cái chữ Bạch Hổ ôm vào, tức là một cái vị trí mà phải thấp xuống, thì họ đã làm tốt theo tỷ lệ của gương và cái vùng nằm ngang, tức là một cái khúc trực cao và một cái hoành nằm ngang ra. Về hòa sắc cũng vậy, cái màu của ánh sáng của bên vùng Bạch Hổ đã đảm bảo tốt cho cái phương vị bên tay phải tính từ trong ra. Và cái mỗi một lần chúng ta đi lại thì cái việc mà gây động tại đầu của rồng, họ lấy biểu trưng này là họ đã thực hiện rất là tốt các cái ý đồ. Về cuối cùng nữa, đó là cái vị trí sát cái cửa đi vào mà chúng ta thường gọi là đây là vị trí huyền quan, thì họ đặt cái thảm. Theo tôi đo cái hướng nhà này ấy, thì đây là thuộc về cái mệnh trạch của Tây Tứ, thì cái màu vàng này là đang tương sinh được hướng cửa. Như thế là toàn bộ trước mắt trong bình trạch của vấn đề về môn hay còn gọi là cổng thì chỗ này đã đảm bảo được vị trí của Long và Hổ. Đây là vị trí đầu tiên trong tam yếu của dương cơ.
nhưng đồng thời cũng là quyết định sống còn trong cái việc cái thu nạp khí của một cái mệnh trạch. Thì tôi nghĩ rằng đây được xác định là một yếu tố được coi như bình trạch. Như vậy là vị trí đầu tiên đã đạt được yếu tố bình trạch trong nội dung chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái vị trí khác trong ngôi nhà. Xin mời ông. Thưa chuyên gia Quang Minh, như chúng ta thấy ở đây là tại vị trí Bạch Hổ thì có thiết kế đặt nhà vệ sinh. Như vậy thì ông có nhận xét gì về cái vị trí như thế này ạ? Các cái biểu trưng giữa cái thuật ngữ Thanh Long hay Bạch Hổ về mặt bản chất nó đã vẽ cho chúng ta một cái hình dung về thế của rồng là thế vươn lên, thế của hổ là phải phục xuống. Nhưng chúng ta phải chú ý rằng riêng trong cái căn hộ chúng ta đang đứng ấy, thì vị trí đây là vị trí cửa chính thuộc về vị trí của Tây Tứ. Vị trí Tây Tứ về mặt bản chất là cái màu trắng đã là một cái màu mà có sức mạnh. Vị trí của Bạch Hổ trong hòa sắc của toàn bộ cái màu sắc ở đây cũng đã là nói rằng hổ rất mạnh. Thế thì cái việc mà người ta bài trí một cái vùng xung sát để nhằm chấn áp cái hung dữ của vị trí bên tay phải mang chữ Bạch Hổ ấy, là họ đã có một ý đồ rất rõ rệt rằng hổ thì phải thuần phục vào cửa chính, rất là phải ôm vào một cái thế bao bọc. Thì theo tôi nghĩ là cái cách bài trí đây là một cái bài trí cũng rất là có học thuật, và chủ nhân rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà có cân nhắc từ hình dáng cho đến màu sắc và vị trí. Thì với tôi ấy, thì tôi đánh giá cao về cái cách bài trí này, dù rằng nó cũng rất là thuận tiện cho vấn đề sinh hoạt, nhưng trong cái quan điểm của phong thủy truyền thống thì đây là một cái cách đặt rất thông minh, thì cũng có thể tham khảo cái mô hình này. Mặc dù là Bạch Hổ là một cái vị trí tôn nghiêm, tuy nhiên thì đặt nhà vệ sinh ở đây trong trường hợp này thì lại làm... Trong trường hợp này thì không làm hổ bị suy mà giữ cho hổ thuần. Đây là cái ý nghĩa trong cái hình tượng học của cái quan điểm phong thủy truyền thống. Nhưng mà theo tôi ấy, thì về mặt bản chất chúng ta phải hình dung rằng họ đang dùng một cái khóa để họ khóa cái sự hung dữ lại. Cái ý nghĩa trong cái vấn đề chống xung sát chính là ý nghĩa này. Tôi xin cảm ơn ông rất nhiều với những thông tin bổ ích vừa rồi. Thưa chuyên gia Quang Minh, chúng ta đã đứng ở cái vị trí ở đây được chọn để đặt làm phòng khách. Vậy thì ông có nhận xét gì về cái vị trí này ạ? Chúng ta tiếp tục đề cập đến vị trí thứ hai trong cái tam hiếu của Dương Trạch. Vì bản chất đây là một vị trí tối quan trọng nhất đi cùng với hệ thống cửa và cổng. Về mặt bản chất ấy, thì đây cũng là một cái cách sắp xếp và có một cái trật tự rất là tốt. Họ mượn vị trí của trần trên tạo thành các vùng động biểu trưng cho trời, và cái cấu trúc của một cái bàn hình vuông biểu trưng cho đất. Đây lại là vị trí tâm của cái ngôi nhà, mà trong luật của phong thủy Dương Trạch ấy, và cái vị trí tối ưu nhất trong một cái gia đình thì cái vị trí trung ương hay là sát cửa chính là những cái vị trí mà có thể đặt tốt cho cái vị trí để phòng khách. Thế thì theo quan điểm của tôi thì cái cách giải quyết của gia chủ là họ đã đạt được hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái cân bằng âm dương rất tốt. Vị trí thứ hai là tạo giữa hai cái vị trí âm dương cũng rất tốt so với vị trí của bàn thờ. Về một vị trí động và một vị trí tĩnh, giữa động tĩnh mới tạo nên các cái cuộc chuyển động tốt. Thế thì chỉ có một cái nhận xét là cũng giống như cái vị trí của phòng ăn. Chúng ta lấy cái đường chiếu đối diện thì cái đường đối diện chính là vị trí của chủ nhân. Nhưng trong cái vị trí kê của ba cái ghế này thì cá nhân tôi đánh giá là họ đang kê sai. Tức là cái phân lập giữa chủ và khách là đang mất trật tự. Và vì vậy và cần phải hoán đổi hai cái ghế độc lập này sang vị trí của cái đi văng này, và vị trí đi văng phải chuyển sang bên này. Và gia chủ sẽ phải ngồi tại vị trí này để nhìn ra đường ra của môn hộ, rất buộc của đường vào thì hoàn chỉnh. Rõ ràng rằng trong toàn bộ tổng cái thiết kế chỗ này thì đạt được thành tựu, nhưng chỉ còn một cái khe là vị trí của chủ nhân, tức là chủ của ngôi nhà nó đang bị ngược, do vậy mà phải hoán đổi lại hai vị trí. Tôi xét thấy rằng về mặt thẩm mỹ có chuyển sang thì cũng sẽ không phá nát các cái kết cấu về cái thẩm mỹ nội thất, nhưng trong ý nghĩa của phong thủy học thì sẽ đảm bảo rất là tốt. Do vậy mà chúng ta chỉ cần hoán vị lại hai vị trí này sang bên này. Vâng, và tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các gia chủ người ta không chú ý chi tiết này. À, vâng.
Một thông tin rất bổ ích để mọi người cùng tham khảo. Dạ, xin cảm ơn ông rất nhiều. Vâng. Thưa chuyên gia Quang Minh, như tôi được biết thì tại các căn hộ chung cư, cái việc thiết kế bố trí cái nơi thờ tự là cái yếu tố rất quan trọng. Mặc dù là rất nhiều gia chủ cảm thấy lúng túng về vấn đề này, tuy nhiên thì tại căn hộ ở đây thì tôi nhận thấy là cái cách bài trí nơi thờ tự như thế này là rất thẩm mỹ. Cái cách nhìn về phong thủy thì ông có nhận xét gì không ạ? Không phải chỉ là các chung cư, trong một các cái vùng xây dựng thông thường ở bất kỳ chung cư hay là một cái nơi nào đó, thì cái việc mà để chúng ta lựa chọn về các yếu tố thông tin thông thường để mà thiết lập nơi thờ tự ấy, thì đã có những cái chỉ dẫn. Nhưng trong cụ thể của cái phòng mà chúng ta đang đứng, bàn về các hướng vị thì chúng ta sẽ đề cập. Nhưng mà có một cái nhận xét riêng của cá nhân tôi ấy, thì đây là một cái trang trí nội thất mang tính đăng đối rất là rõ rệt. Không phải chỉ là vùng thờ tự, mà cái sự đăng đối mang tính cân bằng rất tốt từng khu vực. Thế còn riêng trong cái vị trí thờ tự, ngoài cái tọa hướng là họ đã chọn rất là tốt của hướng vị rồi, thì cũng phải nói rằng trong một cái không gian mở như thế này, để mà thiết lập riêng ra một cái vùng tôn nghiêm, thì cái cách lựa chọn về vị trí, về cái trang trí nội thất rất là khó. Đạt được về một cái thẩm mỹ thông thường đã là khó rồi, nhưng còn phải đạt được thêm cả một yếu tố mà chúng ta thường gọi là yếu tố tâm linh, thì nó cần có một cái trang bị với cái tri thức rất là sâu. Thì trong trường hợp này thì với cá nhân tôi cũng đánh giá là hoàn chỉnh. Về thứ nhất là chúng ta cần phải biết rằng đây là một vị trí mà trong cái học thuật phong thủy truyền thống ấy, thì họ đã bày một cái cách có cái tên gọi là trúc tiết quán tỉnh, tức là tất cả là từ thấp lên tới cao. Các vùng tĩnh là vùng thờ tự, vùng động chính là cái vị trí mà được gọi là nơi tiếp khách, tức là một âm một dương. Một âm một dương mới tạo nên được cái sự hoàn chỉnh. Thế còn chúng ta không bàn nhiều về các cái vật dụng thờ tự, nhưng riêng về vị trí thờ là chúng ta đã đánh giá rất là cao cái cách giải quyết, vẫn giữ được một cái trang trọng của cái văn hóa thẩm mỹ, nhưng mà vẫn phân lập riêng ra được một cái vùng và không phải ai cũng có thể xoay lưng vào, không thể ai có thể thâm nhập vào. Trong khi đó thì vẫn tạo được một cái độ rất là thoáng cho cái vùng nội thất. Thì cũng là một cái mô hình mà trong những trường hợp cụ thể như chúng ta sống trong chung cư có thể vận dụng được mô hình như thế này. Như vậy là với mô hình này vừa đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ, vừa đảm bảo được các yếu tố về phong thủy, như vậy đảm bảo được tính bình chạch. Vừa coi là một thông tin mang tính bình chạch. Xin cảm ơn ông về những cái thông tin bổ ích vừa rồi. Thưa chuyên gia Quang Minh, hiện tại chúng ta đang đứng ở khu vực phòng ăn của ngôi nhà. Cái cách bố trí như thế này và cái vị trí ở tại đây thì theo ông đã đảm bảo được yếu tố bình chạch chưa ạ? Về cái nguyên tắc trong cái cấu trúc của một mệnh trạch ấy, thì chúng ta sẽ bàn về hình nhiều hơn về khí. Vì lý do cái mệnh trạch tốt là người Đông Tứ hay người Tây Tứ ở phải tốt. Còn các thông tin của Đông Tây chỉ là các thông tin cục bộ và cụ thể cho từng cá nhân, phù hợp và từng vùng, từng vị trí trong cái mệnh trạch đó. Thế thì cụ thể như chúng ta đang ở cái vị trí của cái phòng ăn, thì nếu mà xét về kích thước ấy, và tỷ lệ ấy, thì chúng ta phải biết rằng đối diện theo đường chéo của cửa chính, chúng ta đã đứng tại vị trí đường chéo cái vị trí làm phòng ăn. Đây là một vị trí đắc cách mà bất kỳ một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái kiến trúc xây dựng nào thì cũng đều cần phải vận dụng về cái nguyên tắc trong vấn đề các đường chéo. Trong các cái phương vị thì tôi chưa bàn, nhưng xét về hình thế là người ta đã đặt rất chuẩn xác về vị trí. Trong cái thực tiễn sử dụng thì đã rất là thoáng khí ở đây, tức là toàn bộ các cái mùi hôi tanh hay là những cái thán khí đều được đẩy ra phía ngoài trong lành. Nhưng trong cái cách nhìn về trường khí thì các đường chéo, ví dụ như chiêu tài cũng tốt, mà một cái vùng mà có sinh khí thì cái nơi mà chúng ta ngồi ăn uống cũng đều đạt được những cái kết quả rất là cao trong các cái bài trí. Vì chúng ta phải hình dung rằng cái nơi ăn, nơi ở mà ở một cái vùng mà thán khí nhiều, về mặt cảm nhận về ngũ quan cũng đã là không tốt. Trong trường hợp này, với cá nhân tôi đánh giá rằng cái vị trí
theo cái đường chéo của cửa chính, chỗ này là đắc cách, rất là phù hợp. Vậy thì ông có nhận xét gì về những cái đèn và những cái bố trí các vật dụng tại cái nơi vị trí đặt phòng ăn này không ạ? Với cá nhân tôi cho rằng từ thẩm mỹ nội thất cho đến các cái cách giải quyết cân bằng mang cái tính năng đối chung mà phù hợp với toàn cảnh của cái nội thất này là hoàn toàn là rất là tốt. Vâng thưa ông, theo như tôi quan sát ở trong ngôi nhà này, với vị trí của hướng cửa và lưng ngôi nhà thì phía đằng sau lưng ngôi nhà ở phía ngoài thì tôi có nhận thấy là có một dòng sông. Theo xét về cái yếu tố tọa và hướng thì có ảnh hưởng gì không ạ? Tức là chúng ta đang đề cập đến cái vấn đề tọa sơn, vì ở đằng sau lưng không có núi mà sau lưng có nước, cả một cái cuộn của không gian phía sau ấy là chuyển động rất là mạnh. Thế thì đây cũng chính là một cái thông tin rất quan trọng cho những cái người mà khi sinh sống ở trên chung cư. Vì về mặt bản chất là chúng ta đã có một cái khoảng chuyển động khí rất mạnh ở những cái chiều nhất định của tọa sơn. Thì theo cá nhân tôi ấy, cái chủ nhân ở đây là họ cũng đã có một cái ý thức rất rõ rệt. Cái việc thứ nhất về mặt cái khúc xạ ánh sáng là họ đã dùng khí của thổ cục, tức là cái đèn này này, đã tạo thành một cái khí của núi. Việc hai là khi mà vào những ngày trọng đại thì họ cũng đã biết xác lập tất cả các cái di đô, màu là màu của núi và họ có thể kéo ra. Cũng có thể chế khắc rất mạnh cái sự chuyển động núi ở đằng sau lưng, vì về bản chất ở đây là kính thông thiên. Cho nên cái việc mà tạo được các cái khí của núi đã là khắc phục gần như hoàn toàn cái việc chuyển động khí ở phía sau. Cho nên là trong các cái cách giải quyết thì đây cũng là một cái mô hình mà chúng ta tham khảo cho phù hợp với cái thực tiễn không gian. Vì một cái nhà chung cư không thể tạo được cái núi vật chất thông thường thì cái cách giải quyết đó là rất là phù hợp. Tuy nhiên tôi đang thắc mắc, nếu như chủ nhà không áp dụng ánh sáng màu vàng của đèn và của rèm của những vật dụng mà lại sử dụng ánh sáng trắng thì liệu cái yếu tố đấy có ảnh hưởng không ạ? Ảnh hưởng ạ. Nó bởi vì xét trong cái thuộc tính của ngũ hành thì màu vàng là màu của thổ, chỉ có thổ với tĩnh, còn tất cả các cái màu sắc hay ý nghĩa của từ hình thì đều là chuyển động. Cho nên ví dụ như chúng ta đưa cái hỏa sắc trắng thì chỗ này là thuộc kim, thì kim không tạo được cái sự ổn định. Màu xanh cũng vậy, màu đỏ cũng thế. Do vậy và khi mà tạo ra các cái hỏa sắc của thổ cục thì chắc theo tôi nên chọn hỏa sắc màu vàng. Vàng là biểu trưng của sự tĩnh. Cũng có thể trong những cái điều kiện mà không cần phải dùng di đô, chúng ta không thể có điều kiện để tạo nên những cái đèn có cái trị giá như thế này, thì họ chỉ cần dán một vài miếng giấy vàng vào chính, trang trí vào những cái ô cửa kính này, đã tạo nên được một cái hệ thống một quả núi. Đảm bảo chỉ còn giải quyết về vấn đề thẩm mỹ thế nào cho đẹp. Còn về mặt ý nghĩa trong cái cách nhìn của phong thủy, chỉ cần có một cái cách giải quyết đó. Hoặc có thể các thanh này và toàn bộ miếng tường này chỉ bằng một cái vôi vàng là chúng ta đã tạo được một cái thế núi nhất định trong cái khí sắc của nó. Thì đấy là cái cách giải quyết trong vấn đề độ tĩnh. Vì các cái nhà chung cư thường sẽ mắc vào các cái thông tin này. Như vậy chỉ cần áp dụng màu sắc là chúng ta đã có thể giải quyết được. Dạ vâng, màu sắc, hình khối, đường nét, động tĩnh. Xin cảm ơn ông với những thông tin trên. Kính thưa quý vị, trong chương trình Phong thủy và ứng dụng ngày hôm nay, chúng tôi đã đề cập và giới thiệu tới quý vị một số thông tin rất bổ ích về kiến trúc nội phong thủy với tên gọi Đình Trạch. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có thể rút ra những cái thông tin và có những cái vận dụng thật tích cực cho cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn chuyên gia, nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh đã đồng hành cùng chúng tôi. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.